hút hồn cho mọi người. Cho nên là mọi người đi mà không có thần là đi mà đi qua những cây các cái đa này. Đi qua các cây đa này thì mọi người hãy chú ý cẩn thận nha. Đôi khi là còn đôi khi ủa vỏ ốc sên cũng có nha mọi người. Cho nên là cái này thiên về góc tâm linh rồi mọi người. Cho nên là để xem mình nói chung là mình tìm hiểu về tâm linh cũng rất nhiều nha mọi người. Cho nên là những cái vỏ sò, vỏ ốc, vỏ chai, đặc biệt là các vỏ ốc và vỏ dừa ấy, thì là nó là thuộc về tâm linh giới âm. Cho nên là mình rất mong là mọi người hãy chú ý cẩn thận. Đôi khi mình không biết là ở những cái chỗ như thế này thì có cái gì quý hay không thì mình không biết, bởi vì là nhiều khi bởi vì là mọi người nên nên và vấn đề biết thế này này, thì là những cái chỗ mà như này người ta đổ ốc, người ta đổ cho đổ rác dưới trước cổng ngõ nhà mình, thì trước cổng ngõ thì là không nói gì, nhưng mà khi mà đã ra đến đây thì là nó thiên về tâm linh thì nó sẽ là rất là nguy hiểm nha mọi người. Bởi vì là mình nói chung là mình cũng không biết là ngoài những cái này ra thì nó còn có những cái gì nguy hiểm nữa trong trong đây nha. Bởi vì là nhiều khi mình đi khám phá nhà hoang ấy thì mình bắt gặp các cái loại vỏ ốc rồi là vỏ dừa ấy dựa cũng rất là nhiều. Nhiều khi mình không biết là trong các cái nhà hoang đó thì có gì nguy hiểm, ví dụ chẳng hạn như là mình như một lần mình nhớ cách đây 2-3 năm về trước mình có đi gọi là đi quay cũng là qua trên kênh của mình ấy, thì là mình vô tình lúc mà mình đặt cam ở một góc